Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tanuki Art. Nếu là một người đã thử qua nhiều loại giấy màu nước thì hẳn bạn đã biết đến hai cái tên rất hot là bao hông và Leighton. Đây đều là hai loại giấy phân khúc tầm trung với giá thành và chất lượng rất phải chăng, lại đều có thành phần 100% cốt tông và được nhiều người biết đến. Tuy có nhiều điểm tương đồng là vậy, nhưng vẫn rất nhiều bạn thắc mắc với Tanuki rằng hai loại giấy này có gì khác nhau để thuận tiện hơn khi chọn mua. Vì vậy, hôm nay Tanuki sẽ làm một video review về hai dòng giấy này, về vân giấy phổ biến và cơ bản nhất, vân Colpress nha. Trước tiên là về bao hông. Đây là dòng giấy 100% cốt tông đến từ Trung Quốc. Bao hông có 3 dòng từ chất lượng hạng học sinh đến hạng họa sĩ. Ở đây, mình lựa chọn review dòng tầm trung cao của bao hông và cũng là loại phổ biến nhất hiện nay. Về vân giấy, bao hông vân Colpress có bề mặt khá sần, điều này giúp màu khô lâu hơn trên bề mặt giấy. Màu khi loang trên giấy ở mức khá ok, vân giấy đậm nhưng khuyến khích dùng cọ ngậm nước tốt để màu được dàn đều trên bề mặt giấy. Cũng chính vì bao hông vân Colpress sở hữu một bề mặt giấy sần đến như vậy, nên khi tỉa chi tiết, mình khuyến khích mọi người dùng cọ không quá bé vì sẽ khó đi được đường liền mạch trên tranh. Nên chọn loại cọ tỉa ngậm nước tốt sẽ tỉa được đẹp và đều màu hơn nhé. Khi thử độ bám màu thì mình khá bất ngờ rằng bao hông giữ màu rất tốt, rất khó sửa sai nếu tô nhầm. Có thể với một số bạn sẽ không thích điều này, tuy nhiên nếu hướng đến độ bền của tranh theo thời gian thì yếu tố này lại khá quan trọng, nâng tầm chất lượng và đưa bao hông vào được hàng ngũ giấy tầm hạng chuyên nghiệp đó. Vì là bề mặt 100% cốt tông nên khi dùng keo chặn mình cũng không thể hiện được rách giấy khi bóc keo ra. Bạn nào lo lắng về vấn đề này thì hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng nhé. Ngoài ra thì mình cũng có test qua bề mặt giấy bao hông khi dùng bút liner và khi tẩy chì. Vân giấy sần đậm nên khi dùng liner sẽ hơi gai bút và khó line hơn khi bạn vẽ trên giấy trơn thường. Khi tẩy mình thấy khá sạch, không có bám chì. Cái này còn tùy lực nhấn tay của bạn nữa nên mình vẫn khuyến khích không vẽ chì quá đậm lên bề mặt giấy màu nước để không phải tẩy nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến bề mặt giấy nhé. Tiếp theo là đèn giấy Leighton Vân Colpress. Leighton cũng là một dòng giấy mới ra mắt vài năm trở lại đây và cũng có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng Leighton cũng thu về rất nhiều người yêu thích không kém gì bao hông. Bề mặt so với bao hông thì có phần mịn hơn khá nhiều. Vân Colpress của Leighton có độ nhám khá nhẹ, gần như là lai giữa vân Colpress và hot press của bao hông. Phần giấy của Leighton tùy nhám nhẹ nhưng thời gian màu khô lại khá lâu, giúp bạn có thể thử nhiều kỹ thuật wet on wet theo ý thích. Cũng vì vậy mà các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tỉa tót bằng cọ nhỏ và đi vào nhiều chi tiết tỉ mẩn hơn so với bao hông. Ở đây mình dùng cọ Holic size 2 để tỉa nhé. Về khả năng bám màu thì mình thấy Leighton dễ lấy màu hơn so với bao hông, hợp với các bạn muốn sửa sai nhẹ nhàng sau khi tô. Nghe cọ nhẹ nhàng vài đường là đã lấy được màu ra rồi này. Bề mặt Leighton cũng chịu được keo chặn ở mức ổn, khi lấy keo ra mình không thấy có hiện tượng bị cao hay rách giấy gì cả. Còn độ chịu tẩy của Leighton có ở mức vừa phải, hơi bám chì chút nếu nhấn mạnh tay. Dùng với liner thì khá ổn do vân giấy nhám nhẹ. Với các bạn thích line art trước khi tô thì hẳn sẽ chuộng Leighton hơn một chút đó. Tiếp theo mình sẽ test thử hai loại giấy Leighton và bao hông này và đi vào phân tích chi tiết hơn nha. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, tuy nhiên vẫn mong là sẽ có ích cho các bạn muốn tìm hiểu thêm về hai dòng sản phẩm này. Ở bước đầu tiên này, mình sử dụng giấy màu nước bao hông vân Colpress. Tuy nói là vân giấy đậm hơn các hãng khác, nhưng tô lên thì lại không có lộ vân đâu. Cũng vì vậy mà, bao hông đã dần trở thành loại giấy màu nước quốc dân, cần được rất nhiều thể loại tranh, từ tả thực, phong cảnh đến style anime, manga nói chung. Loại giấy bao hông phổ biến trên thị trường có định lượng 300g dày dặn, thành phần 100% cốt tông và đã được khử axit, nên sẽ không lo bị hiện tượng ố vàng tranh khi để trong thời gian dài. Mình thì chưa gặp tờ bao hông nào bị mốc, nhưng cũng đã nghe phản ánh rồi. Qua đây mình cũng khuyên mọi người nên bảo quản giấy màu nước cẩn thận bởi kể cả những dòng cao cấp như giấy Ash vẫn có thể mốc được do nhiều yếu tố bên ngoài. Lý do Tanuki làm video này cũng là vì mình biết số lượng giấy màu nước trên thị trường có rất rất nhiều. Câu hỏi mình hay nhận được cũng là giấy nào tốt cho người mới hoặc đã biết tô màu rồi. Tại Tanuki có sẵn đến hơn 10 hãng giấy từ rất nhiều nước khác nhau và trải dài từ phân khúc học sinh đến chuyên nghiệp. Mỗi giấy đều sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau, nhưng đánh giá khách quan cả về chất lượng lẫn giá tiền thì bao hông và Leighton đều đạt đủ 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ của mình. Giờ thì mình sẽ tổng kết lại một số đặc điểm của giấy bao hông nhé. Giấy bao hông thường có màu trắng hoặc trắng kem tùy theo lô sản xuất. Vân Colpress và rough của bao hông khá thô hơn nhiều so với các hãng khác. Đây là điểm mạnh cho các bạn thích tô màu tươi tắn, khô lâu để tiện sử dụng các kỹ thuật wet on red hoặc dry on dry. Tuy nhiên cũng vì vậy mà sẽ khiến các bạn thích tỉa tót gặp khó khăn hơn một chút. Bù lại thì mình thấy màu khi tô lên bao hông khá rực rỡ do kết cấu vân đậm. Khi loang cũng thấy khô lâu hơn các loại giấy tầm học sinh khác. Giấy bao hông trên thị trường hiện đang bán dưới hai dạng là block giấy keo và tờ lẻ với đủ cả ba vân Colpress, Hotpress và Rough. Ngoài ra thì còn một ưu điểm là giấy bao hông khá dễ tìm mua và gần như có bán ở mọi shop họa cụ. Tại Tanuki cũng luôn có sẵn giấy màu nước bao hông nha mọi người.
Mình sẽ đính kèm link mua ở dưới phần mô tả cho các bạn có nhu cầu nhé. Ở tranh tiếp theo này, mình sử dụng giấy Layton Copress để tô. Giấy Layton Copress có màu trắng sáng cơ bản. Phần giấy Copress khá nhẹ, không quá láng, cũng không quá sần, phù hợp cho các bạn thích tỉa tót và loang màu. Khi tô màu trên giấy Layton khô khá lâu, hợp với nhiều kiểu kỹ thuật vẽ. Có một điểm đáng lưu ý rằng, phần Copress và Hotpress của Layton gần như giống nhau đến 80%, đều có vân khá láng mịn. Khi lần đầu nhận được sample của giấy Layton, nói thật thì mình không thể phân biệt được đâu là vân Copress, đâu là vân Hotpress. Không biết có bạn nào giống mình không ta? Trái ngược với Layton thì người anh em bao không lại có vân giấy Copress và Rub giống nhau đến 80% đó. Giấy Layton cũng được bán dưới dạng tờ lẻ và dạng tập. Dạng tờ lẻ thì đa dạng size hơn và đã được cắt sẵn các size cỡ nhỏ. Dạng tập của Layton cũng là dạng block gáy keo như mọi hãng giấy Trung Quốc khác. Mình nghĩ chắc bên Trung Quốc chuộng kiểu block gáy keo, tuy nhiên sẽ hơi bất tiện cho các bạn chưa biết cách tách giấy và lúc tách nếu không khéo tay cũng rất dễ làm rách giấy nữa đó. Mọi người lưu ý là khi tách có thể dùng thước kẻ, dao tách giấy chuyên dụng hoặc các vật dẹt dài để lìa theo đường viền giấy là được nha. Tránh dùng dao dọc giấy vì mình đã nếm qua rất nhiều đau thương khi cú đấm ăn xôi để làm rách bao nhiêu tờ rồi. Ngoài ra thì Layton cũng khá dễ mua và có thể tìm thấy ở gần như mọi shop họa cụ hiện nay. Đương nhiên là tại Tanuki cũng luôn có sẵn cả dạng tờ lẻ và dạng tập của Layton nữa nhé. Vậy là mình đã review xong hai dòng giấy này rồi. Cá nhân thì Tanuki thích cả hai, tùy nhu cầu và chủ đề muốn vẽ mà mình sẽ dùng thay phiên giữa bao hông và Layton. Ở video này, Tanuki sẽ chỉ review về vân Copress thôi. Lần sau mình sẽ review chi tiết hơn về cả hai vân còn lại nữa nhé. Còn các bạn thì sao? Đã ai tô thử hai dòng giấy này chưa? Và ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy cho Tanuki biết cảm tưởng ở phần bình luận dưới video này nhé. Nhân đây mình cũng xin thông báo rằng Tanuki mới mở thêm một group vẽ mới để tiện giao lưu hơn với các bạn trên Facebook. Mọi người ấn vào phần mô tả để tham gia nhé. Sẽ có mở giveaway đều đặn, có mã giảm giá cho thành viên nhóm và nhiều hấp dẫn khác nữa đó. Nếu thấy thích video này, hãy ấn like và theo dõi kênh của Tanuki để ủng hộ chúng mình nhé. Còn giờ thì, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào video lần sau. Bye bye!